Hương Yên kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Thời sự tuần qua trên làn sóng của Đài Truyền hình Sài Gòn Network, và chúng tôi trân trọng kính chào quý vị theo dõi trên mạng lưới Internet toàn cầu. Hôm nay chương trình Thời sự tuần qua trở lại với chú Nam Sơn, nhân vật chính bình luận trong ngày hôm nay. Và trong tuần qua thì nhìn chung đó thì một số những tin tức không có gì mà gọi là nổi trội, nổi bật nhưng lại rất quan trọng trong những tình hình và cần cập nhật những sự kiện mà nổi bật trong những tuần trước. Nhưng mà trước hết thì quý vị coi chương trình này là chúng ta đang sống trong ngày tháng mà đón mừng Giáng sinh và năm mới 2020. Chú Nam Sơn có chuẩn bị Giáng sinh năm mới gì không ạ? À, thật ra thì chuẩn bị thì cũng có chuẩn bị nhưng mà cũng không có cái gì đặc biệt lắm. Nhưng mà điều nói với Hương Yên là thế này. Ở đây còn có mấy ngày nữa là Giáng sinh thôi. Dạ vâng. Rồi cũng nhân dịp này thì chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị khán thính giả một cái mùa Giáng sinh thật là vui vẻ và cũng đồng thời một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Dạ vâng, cảm ơn chú Nam Sơn và cũng thay mặt cho toàn ban biên tập chúng tôi trước hết là chúc chú Nam Sơn, một cái người cộng tác viên trong chương trình Thời sự tuần qua rất là đặc biệt và được nhiều khán thính giả của đài yêu mến, chúc chú một mùa Giáng sinh an bình và vui vẻ, một năm mới tràn đầy sức khỏe. Và chúng tôi gửi lời chúc đến quý vị đồng hương, tất cả các quý vị khán thính giả, ngay cả quý vị khán thính giả theo dõi tất cả mọi nơi trên thế giới qua mạng lưới Internet toàn cầu, một mùa Giáng sinh an bình, hạnh phúc và sức khỏe tràn đầy để đón mừng năm mới, năm 2020. Và bây giờ chúng ta trở lại với chương trình. Thì trong cái chuyên mục Thời sự tuần qua tuần này đó thì có nhiều tin tức liên quan tới Hoa Kỳ. Tuy nhiên có một tin tức cũng liên quan tới thế giới một chút, và đặc biệt là Canada và Mexico. Đó là cái hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada mà gọi tắt là USMCA đã thay thế cho cái hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ gọi tắt là NAFTA mà khi thời ông Trump lên á, ông ta đã bỏ và đòi gọi là đàm phán lại và đem lại những lợi lạc cho Hoa Kỳ. Cái này cũng gọi là một điểm son của ông Trump. Mời chú Nam Sơn phân tích thêm cái vụ này ạ. Thật ra thì từ lâu rồi, nhiều năm qua đó thì giữa Mỹ, Mexico và Canada sử dụng cái hiệp ước NAFTA để mà trao đổi thương mại này kia với nhau. Và nó kéo dài nhiều chục năm nay rồi. Vâng. Nhưng mà điều tới khi mà ông Trump lên á, thì ông đọc hiệp ước đó, ông nói hiệp ước như vậy là bất lợi cho Mỹ và ông muốn thay đổi hiệp ước đó. Cái sự việc này đã làm cho Mexico và Canada rất là tức giận. Nhưng mà tức giận là một chuyện, mà còn phải cái lợi của quốc gia của họ là hai chuyện. Cuối cùng phải ký. Cuối cùng là họ phải chịu. Và hai bên đã thương thảo với nhau rất là lâu dài, hàng năm luôn, về cái hiệp ước này. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi đó thì họ cũng có một cái hiệp ước mới, và cái NAFTA đó được thay thế bằng cái hiệp ước mới này đó, gọi tắt là USMCA. US tức là nước Mỹ, M tức là Mexico và C là Canada, A là agreement. Tức là cái agreement này là cái agreement mới đã được ký từ lâu, nhưng mà đưa cho Quốc hội Hoa Kỳ thì nó bị Hạ nghị viện ngâm tôm cũng lâu lắm rồi, không có biểu quyết. Họ đề nghị sửa đổi điều này, họ đòi thêm cái này, đòi thêm cái kia, và cả cuối cùng rồi thì giờ đây thì họ phải chấp nhận mà thôi. Và Hạ nghị viện trong những ngày vừa qua đã chính thức là thông qua cái này, bây giờ còn phải gửi lên Thượng viện thì nhưng để mà chắc mà hình thức thôi phải không ạ? Thì qua Thượng viện thì có lẽ chỉ là hình thức mà thôi. Là bởi vì những cái điều khoản này Thượng viện cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà có lẽ là không thể nào ký được từ đây cho tới cuối năm đâu. Là bởi vì Thượng viện, các thượng nghị sĩ này kia họ sẽ về họ nghỉ. Và trong cái lịch trình của họ đó, trong cái lịch trình trong những ngày sau cái ngày mà trở lại đó, thí dụ như tháng Giêng mà từ ngày 7 Tây đi ra, thì cũng không thấy có cái lịch trình để mà chuẩn nhận cái hiệp ước này. Thành ra cái hiệp ước này có thể nó phải có một cái thời gian nữa, không biết là mấy tuần lễ hay là sau đó thì mới có thể được thông qua.
mà cái đó là cái mà ông Trump chờ đợi, Mexico chờ đợi và Canada cũng chờ đợi. Dạ vâng, cảm ơn chú Nam Sơn. Kính thưa quý vị, thì để chúng tôi có thêm cái chi tiết một chút đó, thì ngày 19 tháng 12 vừa qua đó, trong tuần rồi đó, là với 385 phiếu thuận và 41 phiếu chống, một tỷ lệ rất là áp đảo, đã Hạ viện đã thông qua Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada-USMCA. Và trong cái hiệp định này, ông Trump đã có sự thắng thế khi mà đàm phán trở lại và có những cái điều khoản để thúc đẩy sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ, cũng như là tăng quyền tiếp cận thị trường Canada cho nông sản của Việt Nam, và tăng mức lương tối thiểu của Mexico để giảm bớt cái một số những điều khoản về vấn đề lao động, và cho phép người dân Canada mua thêm nhiều hàng hóa miễn thuế của Mỹ qua mạng. Đây là một cái điều mà Mỹ cũng phải chịu thiệt thòi một chút để lấy cái con gọi là thả ông tép bắt ông tôm, phải không ạ? Dạ đúng rồi, đâu có thể nào mà đòi tất cả mọi thứ đều như cái ý muốn mình hết cũng được. Phải mãn nhưng mà một có chút. Một điều khẳng định dạ là vâng. Với cái hiệp ước mới này có lợi cho Hoa Kỳ nhiều hơn là cái hiệp ước cũ. Dạ vâng, đương nhiên. Cái đó thì ông Trump không mới chịu ký. Dạ vâng. Mới chịu. Cái này thì phải nói là ông Trump có cái người ta thường nói là ông giỏi deal. Ông là một cái nhà thương gia. Có nhiều quý vị mà không thích ông Trump đó. Đôi khi mà ông phát biểu này kia thì có nhiều quý vị nói là theo cái hình thức con buôn. Nhưng mà thật ra thì ông Trump, cái khuyết điểm lớn nhất của ông Trump là những cái phát biểu lung tung. Dạ vâng. Ông ta phát biểu nó gây nhiều cái tranh cãi, nghĩa là mình người Việt Nam mình hay nói cái ông này hay bị dạ miệng đó, bị dạ khẩu vâng. nghiệp đó, cái miệng của ông đó là ông bị dạ miệng hoài. Nhưng mà ai cũng phải công nhận rằng ông Trump đã có một cái nhìn rất là có lợi cho nước Mỹ. Dạ ông ta chỉ muốn tranh thủ làm sao là America first. Dạ vâng, hay là cái khẩu hiệu mà ông ta khi tranh cử. Là thành ra vì như vậy mà cho nên những cái điều mà ông Trump làm đó đã được người ta rất là khen ngợi, là ông đã làm tốt cho nước Mỹ rất là nhiều. Dạ vâng, và kinh tế của nước Mỹ chúng ta cũng thừa nhận là rất là khá, rất là tốt trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi muốn chuyển qua một cái tin cập nhật về vấn đề luận tội của phía Dân Chủ, và Hạ viện đã thông qua và bắt đầu chuẩn bị đưa lên Thượng viện. Tuy nhiên, bà Nancy Pelosi là Chủ tịch Hạ viện đang chần chừ và nói rằng phải chờ đến khi Thượng viện cho biết sẽ tiến hành xét xử ông Trump như thế nào thì mới chuyển hồ sơ luận tội từ Hạ viện chuyển lên cho Thượng viện. Thì cái này là cũng một cái hình thức câu giờ. Thì nhờ chú Nam Sơn phân tích thêm một chút cập nhật tình hình ạ. Thật ra thì nói câu giờ thì chưa hẳn là câu giờ. Nhưng mà họ có cái mục đích của họ để mà làm cái chuyện này, chứ không phải chỉ để câu giờ không mà thôi. Biết là không thắng rồi, cho nên phải cứ kéo dài ra thôi. Cái việc mà, thưa quý vị, đối với cái việc mà luận tội của ông Trump đó, thì tất cả mọi người, quý vị cũng như chúng tôi mà còn biết nữa, thì cái bà Nancy Pelosi của Hạ viện hay là nguyên cả đảng Dân Chủ, họ cũng biết là họ làm như vậy rồi cũng không có tới đâu hết trơn á. Dạ vâng. Không có thể mà trước phế ông Trump được. Chuyện đó là chuyện khẳng định, họ không có ba, họ không phải là họ không biết đâu. Dạ. Nhưng mà cái câu hỏi là tại sao họ vẫn làm, họ muốn cái gì? Dạ. Đó, cái đó mới là quan trọng. Thì tất cả chúng ta cũng đều biết là tất cả mục đích của họ là chỉ làm sao cho cái kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 vào tháng 11 đó là phần thắng sẽ về cho đảng Dân Chủ. Cho nên bằng mọi cách họ tìm cách hạ cái uy tín của ông Trump, hạ bệ ông Trump, vân vân, tất cả những gì mà họ có thể làm được là họ đều làm hết để mà cho hy vọng rằng họ sẽ đạt được đa số phiếu của dân chúng. Và thưa quý vị, cái kết quả trong sau một cái thời gian điều tra, rồi sau cái thời gian mà ủy ban tư pháp là do cái kết quả điều tra đó họ có luận tội được hay không, thì họ đưa ra hai cái tội của ông Trump. Vâng. Thì quý vị biết hết hai cái tội đó thế nào rồi, chúng tôi không cần phải nhắc lại. Và với hai cái tội đó thì Hạ nghị viện trong cái tuần vừa qua đã biểu quyết chấp thuận hai cái tội đó. Dạ vâng. Một cái tội là cản trở quốc hội, và một cái tội là lạm quyền. Dạ vâng. Tội lạm quyền là tội thứ nhất, tội cản trở quốc hội là tội thứ hai. Và với hai cái tội này họ lý luận rằng cái điều này đúng là đã vi phạm với hiến pháp của Hoa Kỳ, và họ quyết định là luận tội. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng cái thủ tục luận tội đó, tức là Hạ nghị viện là có bổn phận phải luận tội nếu mà họ muốn. Vâng. Và sau khi luận tội xong thì họ phải chuyển qua
cho Thượng nghị viện. Thượng nghị viện là cơ quan xét xử, còn Hạ nghị viện là cơ quan điều tra và luận tội. Hạ nghị viện làm cái nhiệm vụ của những công tố viên, còn Thượng nghị viện là sẽ là những cái cơ quan để xét xử. Thì cái cơ quan xét xử này theo hiến pháp sẽ gồm có một cái người chánh án, tức là chủ tịch tối cao pháp viện, còn tất cả 100 thượng nghị sĩ đó đều là bồi thẩm đoàn. Vâng. Họ sẽ đem ra để hỏi, để này nọ vân vân, để mà xét xử ông Trump. Thì tất cả chúng ta cũng đều biết rằng xét xử hay tất cả là chỉ là hình thức thôi, chứ còn không có thể nào mà truy tố ông Trump được hết. Không có thể nào mà truất phế ông Trump được hết. Truy tố thì họ có rồi, nhưng mà không thể nào truất phế được hết. Là bởi vì đơn giản, muốn truất phế theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ là phải có 2/3 cái thượng nghị sĩ mà đồng ý truất phế. Mà 2/3 đó là phải 67 thượng nghị sĩ. Trong khi đó bên đảng Dân Chủ mà nguyên dạng của họ đó có 47 thôi. Dạ vâng. Tức là họ phải cần thêm 20 thượng nghị sĩ của Cộng Hòa. Impossible. Mà thay đổi điều đó thì không thể xảy ra. Bởi vì cho tới bây giờ, trong số 53 người thượng nghị sĩ đó, chưa có một người nào mà đồng ý cái việc truy tố ông Trump hết. Dạ vâng. Với ông Trump hết. Thành ra con số đó là con số mà nói ngày một người ra cũng không có nữa. Cũng như ông Clinton hồi xưa mà khi ông bị ông thua có một phiếu một thôi, mà đằng này 20 phiếu thì đảng Dân Chủ làm sao có được. Như vậy thì thế nào mà đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục làm? Giờ đây là một cái việc mới xảy ra mà rất là làm mọi người ngạc nhiên và không hiểu cái gì sẽ xảy ra. Dạ vâng. Đó là cái việc bà Nancy Pelosi, bà ngày hôm qua bà mới vừa tuyên bố rằng bà không có chuyển liền tất cả những cái điều luận tội này cho thượng nghị viện hết. Họ không có đồng ý chuyển qua. Và khi được hỏi rằng tại sao bà không chuyển qua, thì bà Nancy Pelosi nói rằng bà muốn chờ đợi coi thượng nghị viện sẽ sắp đặt cái phiên xử như thế nào, có công bằng hay không. Nếu mà công bằng thì bà mới chuyển qua, còn không thì bà không có đồng ý chuyển qua. Dạ vâng. Cái điều đó là cái điều đặc biệt lắm Hương Yên. Dạ vâng. Yeah. Đó là cái điều mà có nghĩa là gọi là Hương Yên gọi từ đầu là câu giờ, đó là ở chỗ là kéo dài ra, bởi vì biết đưa lên thì cũng như vậy thôi, như chú Nam Sơn phân tích. Nhưng mà phía Dân Chủ đó thì chú còn yêu cầu là những nhân chứng để phải là có mặt trong cái buổi luận tội trên Thượng viện. Đó, chẳng hạn một số gương mặt ở bên phía Cộng Hòa, không bên ông Trump không cho ra điều trần, thì bên phía Dân Chủ đòi hỏi một số những nhân vật đó phải có mặt trong cái buổi luận tội của Tổng thống Trump trên Thượng viện. Mà điều đó thì ông gọi là ông Mitch McConnell, là ông trưởng ban mà đa số tại Thượng viện đó, ông có cho biết điều đó thì không được. Cho nên thì vẫn còn một số những cái gọi là chia rẽ giữa hai lưỡng viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Hồi nãy quý vị thấy cái hình ảnh của bà Nancy Pelosi trong cái mặc cái áo đỏ đó. Nhưng mà có một cái bài báo, quý vị thấy khuôn mặt, chú thấy gương mặt bà này. Cái này nói thì hơi nó không hơi quá, nhưng nhìn cái mặt cáo dữ lắm. cái này là mình nói cũng, đây là kính thưa quý vị, bà ta là một trong những chính trị gia sừng sỏ mà gạo cội mà kinh nghiệm, cũng đã mấy lần làm chủ tịch hạ viện rồi, phải không thưa chú? Phải rồi, đúng rồi. Cho nên là rất là, quý vị thấy cái nét mặt từ cái cách thức của bà ta rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà kiểu là chúng ta thấy rất là cáo già. Và cái chữ cáo già nó vừa hợp lý mà vừa vui mà vừa đúng nữa. Tuy nhiên thưa chú là bây giờ cái tình trạng mà có một lần, không biết chú có đọc cái tin đó không á, là khi mà bà ra hạ viện mà thông qua cái luận tội đó, thì bà ta yêu cầu những cái người dân biểu trong cái Dân Chủ là phải mặc quần áo, khi mà bỏ là gương mặt là phải nghiêm túc, phải bà ta mặc một cái bộ đồ đen. Thì trong một số bình luận người ta nói rằng là bà mặc đồ đen là để tang cho đảng Dân Chủ. Dạ vâng. Thật ra thì như Hương Yên vừa mới trình bày đó, mình thấy rõ rằng cái đảng Dân Chủ mà họ cũng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho cái việc luận tội, và các thủ tục họ tiến hành rất là nhịp nhàng. Dạ vâng. Nhưng mà cái kết quả thì chắc chắn là họ không được như mong muốn. Mà theo những cái nhà bình luận nói tới đó, càng ngày đó thì đảng Dân Chủ càng lún sâu vô. Dạ, cái vâng. Việc này cái này bây giờ chú ha. Dạ. Bây giờ thì
người ta rất là coi thường cái việc mà đảng Dân Chủ làm như vậy. Thật ra thì mình so sánh như vậy thì mình mới thấy nè nghe. Sau khi mà cái đêm mà luận tội hồi ngày hôm kia đó, dạ vâng, và quyết định mà chấp thuận toàn thể Hạ Nghị viện bỏ phiếu rồi đó, dạ vâng, thì với cả hai tội đó thì dĩ nhiên đảng Dân Chủ đa số thì họ chiếm được đa số. Nhưng mà mình thấy rõ rằng nguyên đảng Cộng Hòa 197 người đó không là ai bỏ phiếu thuận. Đều không ai bỏ phiếu thuận hết. Yeah. Bên phía đảng Dân Chủ á, thì lại bị mất đi 5 người. Yeah, vâng. Một cái người dân biểu ở New Jersey họ không có đồng ý mà họ lật ngược lại, ông ta lật ngược lại, ông ta bỏ phiếu theo đảng Cộng Hòa chứ không theo đảng Dân Chủ. Ngoài ra còn lại 4 người kia thì có một người là bỏ phiếu trắng. Vâng. Và 3 người không bỏ phiếu. Uh-huh. Thành ra vì như vậy mình thấy phía đảng Dân Chủ trong nội bộ của họ cũng họ chưa cũng đồng đã nhất. Không có đồng ý rồi. Dạ vâng. Mà sau khi mà bà Nancy Pelosi bà kết quả rồi đó thì bà nói rằng bà chưa có chuyển cái này lên Thượng Nghị viện. Dạ vâng. Dạ. Yeah. Ông Trump ông viết một cái thơ dài 6 trang. Ha. Ông chửi bà Pelosi không còn non nước nào mà kể hết. Bà dùng tiếng rất là nặng để, dạ vâng, để chửi bà Pelosi. Bởi vì ông thì ông muốn là phải đưa lên cho sớm, đưa ra tòa sớm để xét xử. Ông sẽ ra trước tòa, ông nói này kia đủ thứ. Cái cơ hội đó ra bà Pelosi không muốn cho. Bởi vì bà biết rõ đưa ra đó là có dịp để ông Trump chửi. Dạ vâng. Cái thứ hai nữa, đưa ra đó thì kết quả là người ta sẽ acquit ông Trump, nghĩa là người ta sẽ miễn tố cho ông Trump ngay từ trong trứng nước, từ ở cái quỹ ban tư pháp của Thượng viện cho tới đưa ra cái sàn của Thượng viện thì cũng vậy nữa, cái đa số áp đảo về phía đảng Cộng Hòa. Thành ra bà ta không có đưa lên, ông Trump ông chửi quá trời. Nhưng mà đều mình để ý thấy một cái điểm này nè, Hương Hương mới thấy nè. Chú, kỳ này bà ta nắm tay chặt quá, không phải như lần trước mà đi bỏ tay ra ngoài. Giãy tay cơ. Mà chú nói tiếp. Dạ vâng. Thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn biết cái việc đó nó có ảnh hưởng lớn hay nhỏ, quý vị cứ nhìn vô cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Dạ vâng. Đối với thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, tất cả những cái tin tức về chính trị đó, nó sẽ làm thị trường dao động rất là mạnh mẽ. Dạ vâng. Nếu mà cái quyết định luận tội của ông Trump mà như vậy đó, mà có thể luận tội được ông đó, thì thị trường chứng khoán sẽ rất là chao đảo. Nhưng mà trong những ngày vừa qua, mình thấy cái thị trường chứng khoán vẫn tăng đều như thường. Một ngày thì nó sụt xuống chút xíu, coi như điều chỉnh. Rồi những ngày sau thì tăng lên rất là nhiều. Mà một điểm nữa mình cũng phải lưu ý là, từ ngày ông Trump lên làm tổng thống tới bây giờ, thị trường chứng khoán tăng được 10.000 điểm. Vâng. Ha, từ 18.000 điểm hồi lúc ông nhậm chức cho tới bây giờ là trên 28.000 điểm cho cái Dow Jones rồi. Ha, 8.800 điểm cho cái SP500 và cái Nasdaq cũng vậy, cũng tăng lên rất là mạnh. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rõ rằng cái những cái điều mà đảng Dân Chủ làm mà truy tố ông Trump hay gì, các cái nhà đầu tư họ không có thèm để ý tới. Dạ vâng. Mà những cái tin dù nhỏ nhặt của cái chính trị của Hoa Kỳ được các nhà đầu tư nghiên cứu rất là kỹ. Thành ra họ tăng hay giảm là dao động rất là mạnh. Có thể một ngày một họ rớt cả 500-700, 1.000 điểm như thường. Nhưng mà đối với cái việc lớn như vậy, việc truy tố ông Trump này nọ vậy, mà thị trường vẫn tăng, vẫn không có nhúc nhích gì hết, thì mình thấy rõ rằng cái việc mà làm của đảng Dân Chủ đó không có ảnh hưởng gì hết. Nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn rất là vững mạnh trong năm vừa qua. Dạ vâng. Dạ. Thì chúng tôi cũng nói thêm một chút nữa để mà nói là trong tuần qua thì cũng có cái buổi debate giữa các ứng cử viên của đảng Dân Chủ, và mọi người bắt đầu bình luận là ông Joe Biden vẫn là cái ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy là vẫn còn yếu, mà cái ông Michael Bloomberg đó, thì chưa được trong đối tượng để mời vô để mà debate. Cho nên là chúng ta cũng đang chờ xem để tuần tới có gì đặc biệt hơn. Nếu mà Hương Yên cho dạ vâng, nói cái vấn đề Hạ Nghị viện bị, đây là một vấn đề rất là tế nhị và rất là quan trọng. Cái điều mà đảng Dân Chủ muốn đó là, như Hương Yên nói hồi nãy, là ở bên Thượng viện phải gọi những cái nhân chứng đó ra. Dạ vâng. Thí dụ như mời ông John Bolton, mời ông Mulvaney, chánh văn phòng tòa Bạch Ốc, vân vân, nhờ mời những cái người đó ra để mà điều trần. Bởi vì những người đó đó, Hạ Nghị viện cũng đã kêu họ ra điều trần rồi. Vâng. Họ không chịu điều trần. Họ không chịu ra điều trần.
Mà bây giờ qua thượng viện thì bà muốn phải kêu những người đó ra. Vâng. À, nhưng mà điều đó không có. Mà có một cái điều nữa, cái vụ này đó theo chú nghĩ đó chưa có bắt đầu. Những cái mà từ hôm rày đã chỉ là hình thức chơi thôi. Những cái bắt đầu là những khi mà đem ra thượng nghị viện đó, rồi họ điều tra đó, họ sẽ đòi, thí dụ như đòi ông Biden ra, đòi ông Hunter Biden, con của ông Joe Biden ra. Rồi những cái việc mà từ những cái việc mà bên phía đảng Dân Chủ mà dùng một cái báo cáo giả để tố cáo ông Trump, rồi đưa cho ông Robert Mueller điều tra này cái đó. Những cái sự việc đó là những sự việc mới thật sự là lớn. Những sự việc đó mà nếu mà bên mà thượng nghị viện mà điều tra ra hết đó, thì coi trời ơi, cả một cái nồi cháo heo sẽ ra, và đảng Dân Chủ đó, đảng Dân Chủ sẽ rất là khổ sở vì không, những cái đó là đảng Dân Chủ coi chừng là cái nảy sảy cái ung. Dạ đó, hay, Hương Yên nói câu đó rất hay, cái nảy sảy cái ung đó. Cái đó mà ra tới đó thì cái ung nó sẽ lớn. Coi chừng dễ lắm á, dạ. Dễ lắm chứ không phải đôi khi là coi như là gạch ong đập lưng ông. Khó khăn. Dạ, đúng là cái nảy sảy cái ung á. Dạ. Bây giờ chúng tôi chuyển qua cũng liên quan tới Hạ viện Hoa Kỳ một chút, khi mà chúng ta không thể không nói trong tuần qua, kính thưa quý vị, ngày 17 tháng 12 thì Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua một cái luật chi tiêu với 1.400 tỷ đô la, kính thưa quý vị, 1.400 tỷ trong năm 2020 tài khóa, và trong đó có 738 tỷ Mỹ Kim dành cho quốc phòng. Thì đây là cái con số cụ thể với một cái tỷ lệ bỏ phiếu áp đảo là 84 phiếu thuận và 8 phiếu chống đối với Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát. Thì đây là một con số mà quý vị thấy là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, và ông Trump vẫn cho đầu tư về quốc phòng với một số lượng, thứ nhất là chúng tôi nghĩ là gọi là nhiều nhất trên thế giới, với một cái khoản đầu tư cho quốc phòng là 738 tỷ và tổng trị giá là 1.400 tỷ cho năm tài khóa 2020. Mời chú Nam Sơn phân tích thêm. Nói về ngân sách thì chúng ta phải biết rằng cái ngân sách Hoa Kỳ đó là bắt buộc phải biểu quyết thông qua, bởi vì nếu không thì chính phủ phải đóng cửa. Vâng. Mà trong cái tài khóa trong năm nay đó, mình thấy rõ là cái quan điểm của ông Trump. Ông Trump ông nghĩa là chủ yếu là làm cho nước Mỹ phải thật mạnh, và muốn cho thật mạnh đó thì cái ngân sách quốc phòng phải thật là nhiều. Và ngân sách quốc phòng năm nay dành tới 738 tỷ. Và cái điều này đó là ông Trump ông cũng đã tuyên bố liền, hả, khi mà cái này thành luật đưa cho ông là ông ký liền. Và thưa quý vị, giờ đây là ông đã ký rồi. Ông ký ngày hôm qua rồi. Ông ký ngày thứ 6 là cái hạn chót đây mà ký đó, thì ông đã ký ngày hôm qua cái luật đó rồi. Thì luật đã thông qua cái ngân sách Hoa Kỳ. Mà cái điều đặc biệt nữa mà Hương biết là trong ngân sách năm nay có cái điều gì đặc biệt không? Dạ vâng, cái nếu mà không biết có cùng ý với chú Nam Sơn hay không thì thấy trong bản tin này có cái chuyện là lần đầu tiên là đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong một cái ngân sách là tài trợ cho nghiên cứu về bạo lực súng ống trị giá là 25 triệu Mỹ Kim. Dạ, có phải thật ra cái giành được cái chiến thắng trị giá 25 triệu nha. Dạ, xíu xíu rồi. 25 triệu là có chút xíu à, để giành nghiên cứu về vấn đề súng đạn. Dạ vâng. Nhưng mà một cái điểm đặc biệt là cái hàng rào biên giới. Được bây qua, giờ trong ngân sách này đã được thông qua và có cái phần chi tiêu cho hàng rào biên giới. Cái điều mà từ xưa tới bây giờ đảng Dân Chủ nhất định chống đấu cho tới cùng. Nhưng mà trong bản tin không nói là bao nhiêu tiền phải không? Không có nói rõ. Chúng tôi tìm không có bao nhiêu tiền cho không hàng có nói rõ giới. Là bao nhiêu tiền, nhưng mà rõ ràng là có chấp thuận một cái ngân khoản để xây dựng hàng rào biên giới đó. Dạ vâng. Nhưng mà trong cái ngân sách của 1.400 tỷ thì có 738 tỷ cho quốc phòng và trong đó có 632 tỷ Mỹ Kim cho những lĩnh vực như giáo dục, phát triển nhà ở đô thị, y tế và dịch vụ nhân sinh. Cái này thì chúng tôi cảm thấy rất là hình, không biết là so sánh với năm ngoái thì thú nhận là chúng tôi không có cái con số của năm ngoái, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một con số mà khá là lớn, và đặc biệt là vấn đề nhà cửa, phát triển đô thị, y tế, thì đây là một con số mà chúng tôi cho rằng là chúng ta cũng nên gọi là mở lòng, vui vẻ, hớn hở khi mà có con số rất là lớn. Nhưng mà đặc biệt, kính thưa quý vị, thưa chú, có một điểm mà chúng ta so sánh với cái ngân sách quốc phòng của Trung Cộng đó, khoảng là mấy trăm tỷ, 300-400 tỷ, chúng tôi nhớ không sai thì quý vị thông cảm cho, chúng tôi nhớ sai quý vị thông cảm, 300-400 tỷ. Như vậy một số nhà mà họ nhìn nhận đó, thưa chú, họ nói là 300-400 tỷ của Trung Cộng đó nó hiệu quả hơn của Mỹ rất là nhiều.
là bởi vì 300-400 tỷ của Trung Cộng người ta đầu tư cho phát triển bên trong nước rất là nhiều. Còn của Mỹ đó, thứ nhất là lương bổng cao, chi phí nhiều. Tiếng là 738 tỷ, tuy nhiên cái chi phí nó rất là nhiều. Nó không có thực sự hiệu quả mà như 738 tỷ mà chúng ta so sánh với Trung Cộng. Vì Trung Cộng 300 tỷ hay 400 tỷ hay ít hơn, nhưng mà nó thực sự giống như là nó bóp lại cái số tiền nó dùng một cách rất là hiệu quả. Lương bổng thấp rồi đầu tư thực sự trong nước. Còn quốc phòng của Mỹ là đầu tư dàn trải cho nước ngoài, chi phí gọi như là bảo trợ ủng hộ cho nước này nước kia, chiến tranh nước nọ. Nó không phải là chi phí để nghiên cứu phát triển về vũ khí cũng như là quốc phòng. Thật ra thì thưa Nhân Nghiên rằng cái điều Hương Yên nói cũng đúng, nhưng mà mỗi quốc gia nó có một hoàn cảnh khác nhau. Vâng. Từ hồi nào tới bây giờ chi phí quốc phòng của Trung Quốc vẫn là nắm cái cán cân rất là quan trọng trong cái ngân sách quốc gia của họ. Nhưng mà điều đối với Mỹ thì nó rất là stable, từ hồi xưa tới bây giờ đã vậy rồi. Cũng như lần này nó cũng có những cái đặc biệt mới, thí dụ như lập một cái lực lượng không gian. Cái cuộc chiến tranh bây giờ nó đổi khác. Và một cái quân đội, một cái lực lượng quân đội trong cái không quân của Việt Nam, của Hoa Kỳ đó, thì bây giờ có một cái lực lượng không gian nó nằm riêng biệt, nó không phải, bởi vì họ nói rằng cái cuộc chiến tranh mới này đó là cái cuộc chiến tranh đặt nặng về không gian, cho nên ông Trump ông chủ trương là thành lập một cái lực lượng không gian. Vâng. Và ông nói rằng rất là cần thiết, mà chính là cái lực lượng không gian này nó sẽ giúp cho cái nước Mỹ mà làm cái là cái nước mà lãnh đạo thế giới về phương diện quân sự đó. Dạ vâng. Dạ. Hiện bây giờ thì đương nhiên Mỹ vẫn đang là nước lãnh đạo về vấn đề quân sự, nhưng mà người ta dự đoán là Trung Cộng cũng không phải là vừa. Coi chừng, xoán ngôi bây giờ. Bây giờ chúng tôi đã hết giờ phần 1 và chúng tôi hẹn quý vị sau vài thông tin thương mại. Chúng ta trở lại với một số những tin tức về Hoa Kỳ cũng như Á Châu với một cái tin rất đặc biệt khi mà Tổng thống Iran Rouhani đã viếng thăm Nhật Bản, mà Nhật Bản là một đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ tại vùng châu Á. Kính mời quý vị theo dõi sau vài thông tin thương mại sau đây.